Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 302 Cái bộ truyện Tiên Giả của Tế Giao văn Ngữ uh, Qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha Trước khi bắt đầu nội dung của tập 302 Chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha Ở tập trước thì uh, sau khi hợp tác tìm kiếm thiên hỏa Thì uh, Vạn Yêu Quốc cùng với đám người tư máy truyền cầm Đã chia nhau ra đi vào trong linh bảo không gian thì tại trong cái không gian này, tôi mở trường cầm sau khi đi đến mấy ngàn dặm, không tìm được cái gì hết. thì nên thì đã quyết định là chia cái đội ngũ nhỏ ra nữa, mọi người tự tản mát ra để đi tìm thiên hỏa, có được cái đội ngũ nào tìm thấy được thì à, thông báo. Rồi, thì uh, Ô Lỗ, Ô Lỗ lúc này mang theo cái viên đá mà Vi Minh biến thành đó, thì lúc này Vi Minh cũng đã biến lại hình người, rồi cùng Ô Lỗ cùng nhau đi. Thì trong lúc đang đi lại phát hiện Nam Tượng Phong ở phía trước Đang giao thủ cùng với mấy con yêu thú Hắn hắn bị mấy con yêu thú này đánh có một chút chật vật Rồi cuối cùng diễn biến sẽ ra sao Thì xin mời các vị đồng hữu theo dõi nội dung của tập 302 của bộ truyện Tiên Giả của tức giả vong ngữ nha Nhớ nhận, nhận like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ góc nhỏ nha Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha Rồi chúc các đầu hữu nghe chuyện thật là vui vẻ người có muốn giúp hắn không hả? Ô lỗ thấp giọng hỏi. Chờ một chút. Khi tức cùng mấy con yêu thú này hình như là có chuyện nào đó không đúng thì phải. Viên Minh khẽ lắc đầu. Pháp quyết biến đổi. Mặt kháng triệu ra quan cầu viên quan thuật. Mở rộng phạm vi trinh sát. Rất nhanh hắn đã ở trong góc chiến trường bên kia. Phát hiện ba tu sĩ mượn thuật pháp ẩn thân. Ẩn nấp thân hình. Viên quan thuật đã là đại viên mãn, năng lực dò xét rất là mạnh bên trong hiện ra dung mạo của ba người một người trong số đó mắt to lông mày thô da ngâm đen đúng là sư quân hà tu vân của nam thượng phong về phần hai người khác thì đều là mặt hắc giáp một người đầu đầy tóc đỏ cái giá người cao gầy trên tay cầm một quả ngọc phù màu đỏ linh quang lóe ra không thôi mơ hồ tưởng như là lại tương liên với ký tức hỏa thú xa xa giống như là đang điều khiển bọn chúng mà một người khác thì sinh ra một bộ dáng hung ác hung nhãn miệng rộng đến đầu cũng là chọc lóc một mảnh cái người càng có âm khí nồng đậm quấn quanh nhìn có một chút bất thiện hai người này đều là hắc ma dưới chướng của tư mã trường cầm lúc trước đã gặp qua một lần là hắc ma hạ tiêu dân sẽ lại cùng với bọn họ ở chung một chỗ chứ chẳng lẽ tư mã truyền cầm là muốn lấy mạng của nam tiên phong sao ô lỗ có một chút nghi hoặc trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên ở cùng một chỗ với Nam Thượng Phong, cũng nghe nói qua ân oán giữa Nam Thượng Phong cùng với Tư Mã Trường Cầm. Không biết nữa, có lẽ là còn có nguyên nhân khác. Ấy. Viên Minh lắc đầu, nói Thật hư của hát ma này thế nào hả? Ô lỗ hỏi Cái tên đầu chọc kia chính là Pháp Tướng Sơ Kỳ Còn tóc đỏ thì là Phản Hư Đỉnh Phong Bắt qua ký thức phi thường cổ quái Có lẽ là ác chiêu bài gì đó ha? Viên Minh nói Ngay lúc hai người đang nói chuyện Thì Hà Tu Văn trong viên quan thuật Bỗng nhiên lên tiếng Ngữ khí mang theo bất mãn Trịnh hành đạo hữu Nam Thượng Phong này chỉ là phản hư hậu kỳ Các người lâu như vậy cũng không thể đánh chết được Tốc độ cũng quá là chậm đi Còn mà tiếp tục như vậy Ta cần phải đi tới giữa hồ nước để lấy địa tâm tình quả đó Địa tâm tình hỏa Viên Minh nghe vậy trong lòng kinh hỉ Hắn đương nhiên là đã nghe nói qua đại danh của hỏa này. Địa tâm tình hỏa chính là thuộc địa hỏa, là một loại địa hỏa cực kỳ đặc thù. Nguyên bản là một loại địa hỏa từ sau khi sinh ra thì hình thái cũng với tính chất liền cố định. Hoặc chí dương như là huyền dương địa hỏa, giỏi vì luyện thể, hoặc là tinh thượng như là dương viêm thuận chất, áp dụng cho luyện đan, luyện khí. Tuy nhiên, địa tâm tình hỏa thì không phải. Tương truyền rằng cái hỏa diễm này cùng với Thái Dương tồn tại cùng một cái liên hệ thần bí sẽ thay đổi theo sự thay đổi của Thái Dương. Sáng sớm, Thái Dương mới mọc thì địa tâm tịnh hỏa sinh cơ bừng bừng. Còn giữa trưa, ánh Thái Dương nhiệt liệt thì địa tâm tịnh hỏa cũng sẽ trở nên khốc nhiệt, không chịu nổi. Khi mà tràn vạn tối, Thái Dương chiều ngã về Tây. Địa tâm tịnh hỏa cũng sẽ hiện ra trạng thái nội liễm trầm thấp. Bởi vì quá mức dễ dàng biến hóa bởi địa tâm tình hỏa không cách nào dùng để luyện đan luyện khí cùng với luyện thể bất quá hỏa này cũng có một nhiều dụng khác bởi vì địa tâm tình hỏa không lúc nào là không biến hóa tìm hiểu cái hỏa diễm này có trợ giúp lĩnh ngộ chân ý của lửa nghe đồn chút dùng môn có một cái chút dung hỏa kỳ. ở trong đó tu luyện có thể hay nhanh chóng tinh tiến thần thông thuộc tính hỏa một loại chân hỏa trọng yếu nhất bên trong đó chính là địa tâm tịnh hỏa chúc dung tâm quyết của viên minh đã đạt đến bình cảnh hồi lâu đang thiếu tẩy lễ của chúc dung hỏa trì hắn một mực tìm kiếm cơ hội nhưng mà chúc dung môn là trung châu đại phái nếu biết viên minh có được chúc dung tâm quyết truy sát còn không kịp làm sao để cho hắn mượn hỏa trì của nhà mình chứ hôm nay tìm được địa tâm tịnh hỏa ở chỗ này viên minh tất nhiên là kinh hỉ không thôi hắn vội vàng gọi ra một cái viên quan cầu viên quan thuật nhìn về phía giữa hồ xung quanh là một vùng nước đỏ thẫm rộng lớn một đòn hỏa diễm màu trắng to vài trượng đang từ từ thiêu đốt thuật nhìn dường như không có gì bất thường nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện hỏa diễm này không ngừng thay đổi giống như là một sinh vật sống những đặc tính này hoàn toàn tương xứng với miêu tả của địa tâm tình hỏa viên minh tin tưởng càng thêm vui sướng. Bên kia, nghe thấy Hạ Tu Vân oán giận thì sắc mặt của Trình Hành cũng lạnh xuống. Hừ, hmm. Hạ Đạo Hữu, cô muốn lật lộng sao? Hắn lạnh lùng nói. Hừ, hmm. cái gì mà lật lộng chứ? Ước định lúc trước của ta và ngươi rất là rõ ràng. Ngươi giúp ta giết Nam Thượng Phong, ta liền chủ động rời khỏi cạnh tranh, đem địa tâm tịnh quả tăng cho các ngươi. Nếu đến lâu như vậy, Nam Thượng Phong còn những chưa chết Tiếp tục hào tốn Ai biết sẽ phát sinh cái biến cố gì Ta cũng không cách nào chờ thêm được nữa Hạ Tu Vân chất vấn <laughs> Đây cũng là cái chuyện không có cách nào Ai biết sự đại của ngươi Còn có cái không dân linh bảo hộ thân lợi hại như vậy chứ Hơn nữa Hắn cũng kiên trì không được bao lâu nữa rồi Hạ Đạo Hữu lại kiên nhẫn chờ đợi một lát là được Trinh hành có một chút xấu hổ Nói Hmm. ta không thể chờ đợi nữa thực lực của những quả thú này cũng không ổn ngươi không thể tự mình động thủ sao hả cho dù là linh bảo không gian của nam thường phong có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản hai người đúng không hà tu văn lắc đầu hmm. ngươi cũng là tồn tại pháp tướng kỳ tại sao ngươi không động thủ đi trinh hành lộ vẻ chăm chọc Hạ tu văn yên lặng không nói gì mấy đệ tử thân truyền này Đều được, được tông chủ các phái lưu lại Hồn đăng bản mệnh trong tông môn Cái hồn đăng bản mệnh này Của đại lao phái Là dùng bí pháp để luyện chế Không giống như là hồn đăng bình thường Chỉ có thể biểu hiện ra sinh tử của chủ nhân Mấy vị bọn họ mỗi khi ngã xuống Thì vô lượng cách xa nhau bao xa Thì hồn đăng bản mệnh sẽ ghi chép hết Thể cái cảnh tượng trước khi chết của bọn họ Dùng để tra sáng truy tung hung thủ hmm. thủ đợn Của đàm đài chân nhân Ngươi rõ ràng hơn chúng ta mà Nam Thượng Phong chết Hắn nhất định sẽ chịu điều tra đến cùng Giờ những để hắn điều tra ra cho chúng ta động thủ Đó mới gọi là phiền toái đó Trình hành kịch mũi Sắc mặt Hà Tư Vân âm trầm Nhưng cũng biết là trình hành nói có lý Hắn cũng không có cái lý do gì Để phản bác Hà Đạo Hữu Vẫn là không nên quá gấp gáp Chúng ta là thú hạ của cầm mà đại nhân Chứ dù sẽ ra chuyện gì Mặc dù chánh không được nỗi khổ già thịt Nhưng mà đại nhân cuối cùng Vẫn sẽ thủ hộ chúng ta Còn hạ đạo hữu ngươi thì lại khác Cái loại chuyện giết sư đệ này Một khi bại lộ Đại là phái sẽ không còn chỗ đứng trên người nữa Trinh hành thấy thần sắc của hắn như vậy Tiếp tục nói Hạ tu vân chầm mặt Chậm rãi nói Ta nhiều nhất để thêm nửa kinh giờ nữa <laughs> Hạ đạo hữu Vẫn là lý lẽ đó <laughs> Trình hành mỉm cười Hai người lập tức trầm mặt Bất quá là một lát sau Hà Tu Vân lại đột nhiên mở miệng Nói Xin hỏi trình hành đào hữu Nếu muốn bái vào dưới chướng của cầm ma đại nhân Thì có điều kiện gì không hả Hắn hỏi trình hành Ồ oh, Hà đào hữu đây là có ý tưởng ha Yên tâm yên tâm Cầm ma đại nhân coi trọng anh tài nhất Lấy thiên phú cùng với thực lực của đào hữu Chỉ cần nguyện ý thì đại nhân chắc chắn vui dễ tiếp nhận. Cần nhắc đến thân phận của đạo hữu, có lẽ cũng không cần giống như chúng ta tùy thời đi theo, chỉ cần ở thời điểm cần thiết nghe chịu lệnh là được. Trên hành sửng xuất một chút, trên mặt rất nhanh lộ ra cái ý cười nồng đậm. Như vậy thì không thể tốt hơn nữa rồi, chỉ là chỉ có mỗi một mình ta, có thể là mang đến trợ lực cho cầm ma đại nhân quá là ít nếu có thể là trừ khử dương phạm để cho ta an ổn ngồi trên cái vị trí tông chủ đại lạc phái đến lúc đó tất sẽ cử lực lượng toàn tông đến báo ân cho đại nhân hạ tu vân trong mắt lóe ra tinh qua chuyên hạnh nghe vậy trong lòng dễ dựng Thứ mã truyền cầm mặc dù là thủ giới nhân nhưng mà thủ giới nhân không chỉ có một vị trong lúc đó cũng là tồn tại tranh đấu đại lạc phái là đại phái trung châu nếu như có thể hoàn toàn thu phục được tư mã trường cầm sử dụng tuyệt đối chính là một đại công. Hey, chuyện lớn rồi. Trước tiên phải thông báo cho cầm hạ đại nhân một tiếng mới được. Kinh mộ không dám tự tiện làm chủ. Trinh hành bắt đồng thanh sắc, nói Không sao, tại họ yên lặng chờ tin tức tốt của trình đầu hữu. Đến mắt của Hạ Tư Vân sẽ qua một tia thất vọng. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, Tiếp tục yên lặng Bạn quan Nam Thượng Phong đang bị vây công Viên Minh thông qua viên quan thuật Nghe xong bọn họ nói chuyện Chó mắt lộ ra thần sắc Nhưng có điều suy nghĩ Nhìn quên Hình như là Nam Thượng Phong Chống đỡ không nổi nữa rồi Đúng lúc này ô lỗ vẫn là chú ý đến Tình huống của Nam Thượng Phong Lên tiếng nhắc nhở một câu Viên Minh dừng mắt nhìn lại Chỉ thấy lúc này Nam Thượng Phong Đã bị mồ hôi thấm ướt y phục hư ảnh không vũ điện dùng thần thông na di vận chuyển cũng đã chậm lại có lúc thậm chí chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận công kích của hỏa thú bên kia ba người hạ tu vân cũng nhận thấy được tình huống của nam thượng phong cũng đã lấy lại được tinh thần tùy thời chuẩn bị ứng đối phản công của hắn cần phải đem nam thượng phong bị hỏa thú vây giết ở đây ta xung phong còn ngươi thì tùy cơ hành động không cần đi quản nam thượng phong đâu hắn hẳn là còn ác chu bài chỉ cần chúng ta kiềm chế được ba người hạ Tu Văn Chỉ là khỏa thú thôi Hắn ứng phó được Vì mình nhanh chóng an bài tốt kế hoạch Ô lộ đối với cái kế hoạch này Cũng không có gì nghĩ Quyết đoán đáp ứng xuống Sau đó là thôi động độn thiên thạch phù Thân hình trong nhóm mắt đã biến mất tại chỗ Vi Minh thì cũng vận chuyển Hóa hư thuật Ẩn nấp thân hình Cẩn thận từng ly từng tí, đến gần ba người hạ tu văn, rất nhanh để đến phụ cận. Ba người vẫn chú ý đến tình huống của Nam Thượng Phong Cũng không có phát hiện có người tới gần Viên Minh thì hơi nhíu mày Hùng lực trong thức hải trào lên Thần thông mộng ma tồn lực phát động Chỉ trong nhà mắt Đã bao phủ ba người Hạ Tu Vân Thần hùng lực của ba người Hạ Tu Vân không bằng Viên Minh Hai mắt đồng thời thất thần Rơi vào trong mộng ma Nhưng đúng lúc này trên người có ba người lại đột nhiên tót ra ba đạo bạch mang. Trong hư không, một trận tiếng đàn dễ nghe xuất hiện. Ba người cũng theo đó tỉnh táo lại, đều là kinh hãi dị thường. Viên Minh ẩn nấp ở một bên thế thế, cũng cảm thấy kinh ngạc. triển khai hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía ba đạo bạch quan. Là cái thứ này? Dưới hỏa nhãn kim tinh. Cái thứ bên trong bạch quan rõ ràng hiện lên, đó chính là lông ngâm mọc tiểu cầm mà lúc trước tiêu mãi truyền cầm tặng cho mọi người. Lúc ấy tư mã truyền cầm cũng không đề cập đến cái cầm này Lão có công hiểu che chở thần hồn Bài trừ ảo thuật Hiện giờ xem ra Rất khó nói là đã quên không đề cập tới Hay là cố ý để chờ hãm hại cái người nào đó Giờ này khắc này Cái đám người Hạ Tu Vân Cũng theo tung tích của thần thông mộng ma Phát hiện ra phiên minh trốn ở trong phụ cận Là ngươi Hạ Tu Vân nhận ra viên minh Sắc mặt âm hạ như băng các hạ là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện này? Trình Thành đánh giá viên minh hai mắt, hỏi. Hắn cùng với hắc ma tóc đỏ vẫn chưa có đi theo tiêu mã truyền cầm đến Bạch Đế Thành. Từ trước khi tiêu mã truyền cầm đến Bạch Đế Thành, thì hai người liền âm thầm đi đến sa mạc hỏa nhằm, tìm kiếm tung tích của thiên hỏa. Lúc trước ở trong hỏa tiêm sơn, tiêu rằng cũng đã gặp qua phân thân của viên minh, nhưng mà đối với cái chuyện viên minh cũng không hiểu rõ lắm. Người này tên là Giảng dạ Thiên Nhân, là bằng hữu của Nam Thương Phong Là một tán tu không có bối cảnh Cùng với cầm ma đại nhân có một chút ẩn oán Tuyệt không để cho hắn chạy thoát Hạ Tu Vân vội vàng nói Cố ẩn oán với cầm ma đại nhân Trinh hành cùng với hát ma tóc đỏ Chó mắt đều nổi lên sát khí Hai người nói chuyện với nhau Chỉ trong chớp mắt Khí tức tiếp theo liền đồng loạt đánh đến viên mình Chỉ để lại cái tên hát ma tóc đỏ kia Tiếp tục thúc giục ngọc bài điều khiển hỏa thú về công nam thượng phong sắc mặt của viên minh không thay đổi giơ tay bấm quyết hạ tu vân cùng với trình hành hai bên hư không chấn động chống rỗng chui ra hai cái viên minh chính là phân thân trải đậu thành binh ngưng tụ thành hai viên minh đều cầm diệt hồn kiếm trong tay đằng đằng sát khí phù vân trên diệt hồn kiếm đều sáng lên tạo mát sai tượng trận kích tính biến hóa kỳ lạ khiến cho người ta bất an chém ngàn qua Hai đạo kiếm quan màu đen hùng vị đánh tới bổ về phía Hà Tu Vân cùng với trình hành Hai người cảm ứng được kiếm quan màu đen quỷ dị Không cứng rắn mà tiếp cận Mà lắc mình né tránh Thần thông phấn thân Ngay cả linh bảo cũng có thể diễn qua được Ngược lại rất là bất phạm ha Trình hành kiến thức càng rộng Liếc mắt một cái là nhìn ra lợi hại của việc Sẽ đầu thành binh Phân thân chí chính là phân thân chỉ là một cái sắc sống không hồn hạ tu vân thì lo lắng nhưng mà vẫn một quyền đánh về phía vì mình sư liên hắn tết ra một cái pháp tướng cự quyền màu vàng rực rỡ đánh về phía cổ phân thần kia anh một tiếng kèm đục một cổ cự lực phi nhân từ trên cự quyền màu vàng đánh úp lại hư không cũng ông ông run rẩy vì mình bấm pháp quyết trên người trong nháy mắt hiện ra mạng lớn linh quang xám trắng đàn sen cùng với linh khí trong thiên địa bốn phía quý nhiễu cùng một chỗ trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái thân ảnh cao lớn dĩ nhiên cũng là pháp tướng song quyền cùng ra đón đánh anh một tiếng vang thật là lớn phân thân viên minh đại trấn bị đánh lui hơn mười trượng bất quá cự quyền màu vàng của hà tu vân cũng bị tiếp xuống phượng thân cũng có thể chuyển pháp tướng lần này không chỉ là truyền hành mà Hà tu Vân cũng là khiếp sợ. Bất quá hai người rất nhanh đã phát hiện phần thân của viên minh thi chuyển ra pháp tướng khi tướng khá là suy nhược. Vẫn vẹn chỉ đạt được ba thành pháp tướng bình thường. Viên minh cũng chịu hồi pháp tướng cầm về không kiếm đánh về phía truyền hành. Sắc mặt hai người Hà tu Vân ngưng trọng tuy rằng phân thân thi chuyển pháp tướng chỉ có ba thành uy năng nhưng mà pháp tướng chính là pháp tướng. Cũng không thể khinh thường điều tự trịnh trọng ứng đối. Hà Tu Vân dẫn đầu giơ tay Gọi ra một cái con người rơm Con ngũ quan đều do dây thừng biên chế Đánh ra mấy đạo pháp quyết Cánh tay của con người rơm rung rẩy Hàng chục cọng rơm bắn ra từ đó Bổ đầu và che mặt của hắn Về phía một trong những viên minh kia Viên minh kia lập tức điều khiển Việc hồn kiếm trong tay Chém về phía rơm rạ Những cái rơm rạ khô vàng đột nhiên nhanh hơn mấy lần đánh lên người pháp tướng trước khi về cùng kiếm rơi xuống. Những cọng cơm khô vàng này nhìn như là yếu ớt, kỳ thật sắc bén vô cùng, dễ dàng xuyên thủng thân thể pháp tướng. Ngay cả phần thân của viên minh phía sau đó cũng bị đâm thủng. Bùm một tiếng, phần thân của viên minh nổ tung, hết thành một quả linh đậu vỡ vụn. Bên kia, trên hành gọi ra một cái mặt thủy kính màu trắng, hai tay vỗ một cái. Thủy kính hạng ý đại thịnh một đạo hạng quang màu trắng to bằng cánh tay từ trong đó bắn ra. Nó cũng ở giữa đường, một cái phân thành hai, hóa thành bạch quang càng thêm tinh tế, chuẩn sáng không sai, đến vào trong một cái viên minh khác cùng với pháp tướng đang thi chuyển. Xì một tiếng. Phân thân của viên minh cùng với pháp tướng trong nhắm mắt đã phủ thêm một tầng băng giáp trắng nõn, hóa thành hai cái tòa băng điêu, một lớn một nhỏ hai người hà tu vân thở vào nhẹ nhõm đang muốn công kính bản thể của viên minh thì với trước hư không ba lên một tiếng lại tốt ra bốn cái phân thân viên minh sắc mặt hà tu vân cùng với trịnh hành trầm súng chỉ có thể tiếp tục ra tay chém giết bốn phân thân này chỉ là lúc này đây bốn gã phân thân phối hợp với nhau ngược lại khí thức lại càng là chu toàn cả hai nhưng mà không đợi cho hà tu vân hai người thở ra một hơi thì lại có tám đạo phân thân xuất hiện từng cái chịu hán xa pháp tướng quơ về hồn kiếm lại một lần nữa nhào tới lần này sắc mặt của hạ tu vân cùng với trịnh hoàng hoàn toàn ngưng trọng không hề lưu tay lúc này bấm pháp quyết gọi ra pháp tướng của mình cái bộ dáng pháp tướng của hạ tu vân giống như là một vị lão nông đầu đội một cái nón rơm cực kỳ rộng rãi cả cái khuôn mặt đều giấu ở dưới nón trên người khoác một cái áo tơi cũng do rơm rạ dệt thành từ đầu đến chân đều là một mảnh mang vang. Mà trong nhé mắt pháp tướng hiện thân, thì cái người rơm kia lại tự động giải thể, hóa thành vô số cộng rơm bay đến bên cạnh pháp tướng. Là một lần nữa ngưng tu thành một cái thanh lưỡi liềm bằng rơm rạ nhỏ xinh, bị pháp tướng nắm ở trong lòng bàn tay. Nông dân trồng lúa mì, vung tay lên. Cái lưỡi hái rơm rạ đón gió dài ra, bổ vào một phân thân. Lưỡi hái rơm rạ sắc bén, hơn rơm rạ lúc trước, dễ dàng chém thành hai đoạn. Ba phần thân khác từ phương hướng khác bay tới. Bác ba quái lưỡi hái rơm rạ giống như là rơi da, quẹo vào, bổ về phía ba bộ phân thân. Sẹt, sẹt, sẹt. Ba bộ phân thân rất nhanh đã cũng được giải quyết. Cùng lúc đó, pháp tướng của trình Hạnh cũng hiện thân. Toàn thân của nó giống như là tượng băng trong suốt, từ cổ trở xuống càng đã bao phủ hàng khí khủng bố như là thác nước, giống như là một cái áo choàng che kín toàn thân đem tay chân đều che lấp lại đối mặt với bốn cổ phân thân viên minh vây công hạng băng pháp tướng chỉ là bỗng nhiên mở mắt hạng khí trên cổ liền trong nháy mắt cuốn ra giống như là nước biển dâng chào hướng bốn cổ phân thân của viên minh đi tới nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt đã được giảm xuống hồ nước nóng bỏng dưới chân ngưng kết thành băng phân thân của viên minh tấn công hắn cũng bị hạng khí bao phủ lập tức hóa thành một khối bằng điều. <laughs> sau khi thi chuyển cho pháp tướng, điều kiện phân thân quả như là khó khăn hơn nhiều. Cũng may ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Phi Minh tự nói một tiếng, lật tay lấy ra tám viên linh đậu, lần thứ hai ném ra bên ngoài. Tám phân thân lại hiện ra, ngăn ở trước người của Hà Tu Vân cùng với Trình Hành. Từ sau khi đem thần thông rải đầu thành binh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, Tiêu Vi Minh cũng vừa rảnh rỗi liền chế tán các phân thân linh đậu. Hiện giờ phân thân trong tay hắn đã đạt đến trên 100. Hôm nay vừa vặn thử xem hiệu quả. Lưỡi hái rơm trà bay múa hứt, hạn khí thật mãnh liệt, tám bộ phân thân là một lần nữa bị tiêu diệt. Viên Minh không thèm để ý, lại quan ra tám viên linh đậu. Đây đã là ông bao nhiêu bộ rồi chứ, đã hứng chết thiệt dạng thiên nhân này làm sao có thể di chuyển ra phân thân pháp luật của hắn không dùng hết sao? Hạ Tu Vân truyền âm cho Trình Hành. Phân thân chia ra làm hai loại, một loại chính là phân thân bình thường, sẵn sàng ngưng tụ, còn có một loại thứ hai nữa chính là phân thân dự trữ. Những cái phân thân kia là dùng linh đậu biến thành, xem ra là thuộc loại sáu rồi. Trình Hành trả lời. Vậy chứ phải làm sao bây giờ? Giờ như cái người này chuẩn bị đại lượng linh đậu. Chúng ta sợ rằng sẽ mệt đến chết. Đó. Hạ Tu Vân hỏi. Lát nữa ta giúp ngươi ngăn cản phân thân. Ngươi thì đi thu thập dạng thiên nhân. Trinh Hành thấp giọng nói. Hạ Tu Vân gật đầu. Tám hạt linh đậu do viên minh ném ra biến ảo thành phân thân bay vút tới. Trinh Hành thả người tiến lên. Hạng băng pháp tướng phun ra một mạng lớn hàng khí bao vây lấy tám bộ phân thân. Duy Minh đã thăm dò hình thức công kích hàng băng pháp tướng của trình hành Mấy cái bộ phân thân lập tức né tránh Nhưng mà phạm vi công kích của hàng băng pháp tướng quá là lớn Vẫn có hai bộ phân thân bị hàng khí bao phủ hóa thành băng điêu Trình hành điều khiển pháp tướng ngăn cản các phân thân khác Bị lướt qua một cái phân thân bị đóng băng Nhưng mà vào lúc này Dự hồn kiếm bị đóng băng trong tay đột nhiên sáng lên mấy cái vụ văn Hả? Không xong rồi cái kiếm này không phải là pháp lực biến ảo mà là bản thể linh bảo Trình hành khói mắt dư quan nhìn thấy cái màn này thân sắc đột nhiên biến đổi nhưng mà không đợi trình hành làm sao ứng đối thì hai mắt của hắn tự nhiên tối sầm mất đi hết thể các loại cảm giác đối với ngoại giới cùng lúc đó một cỗ lực nguyền rủa to lớn từ trên trời giáng xuống khiến cho trình hành nhất thời cảm thấy nguyên anh đau đớn khí quyết cùng với hồn lực trong cơ thể cũng đột nhiên quấy thành một đoàn hàng băng phóc tướng phía sau hắn lung lay cái khuôn mặt rõ ràng lại trở nên mơ hồ không ít hạn khí tạo mát ra trong nháy mắt đã mỏng manh hơn một nửa đúng lúc này tiểu cầm lông ngâm mọc ở trên người kinh thành lại phát ra cái tiếng đàn băng băng tầm nhìn của hắn lập tức khôi phục lại lực nguyền rủa trong cơ thể cũng bị ép ra bên ngoài phù dân diệt thức cùng với nguyền rủa đây cũng bị khắc chế sao chẳng lẽ lông ngâm mọc tiểu cầm này có thể bỏ về hết thể thần hồn công kích sao chứ Viên Minh từ xa thấy một màn này Câu mày bấm quyết Tâm nhìn của Trình Hạnh khôi phục Hắn vui mừng khôn xiết bay tới Nhưng mà sau lưng hắn chợt lạnh Một đạo kiếm ảnh màu đen Từ phía sau đâm xuyên qua thân thể của hắn Đó chính là diệt hồn kiếm Thân hồn Trình Hạnh đau nhất Hàng băng pháp tướng phía sau Cũng có dấu hiệu sụp đổ Nhưng mà vào lúc này Cái bóng người phía trước hắn vừa hoa lên Lại là bản thể của viên minh trống rộng xuất hiện Hai tay bấm quyết một mảng lớn linh khí thiên địa hội tụ mà đến một tôn pháp tướng màu xám trắng khổng lồ trong nháy mắt đã xuất hiện tạo ra pháp lực chấn động cực kỳ mênh mông vẫn là ở trên hàng băng pháp tướng cánh tay pháp tướng trắng xóa giơ tay lên một quyền đánh tới cự quyền màu xám trắng chưa có dừng lại một cỗ lực lượng đè sụp thiên địa đã hạ xuống trước một bước Chuyên hành cả người như là bị một ngọn núi khổng lồ đè đỉnh lưng đều còng xuống chinh hành quá là sợ hãi hoàn toàn không đi đến thương thế nữa. Hạng băng pháp tướng hai tay ôm lấy, cái mặt thủy kính linh bảo kia chợt xuất hiện, hóa thành một cái mặt cự kính màu trắng, trắng ở trước người. Một đạo quan trụ khổng lồ từ trong gương bắn ra, hướng pháp tướng của viên minh bắn tới. Pháp tướng của viên minh cũng không hề tránh né, vẫn là hướng phía trước đưa ra một quyền kia. Nắm tay cùng với cột sáng va chạm cùng một chỗ, va chạm ra ánh sáng che đậy thái dương chói chang Càng phát ra một cái tiếng nổ kinh thiên động địa Chuyện đồ hữu Hạ Tu Vân bên đây Thấy tình huống không ổn Lập tức bay qua giúp đỡ Nhưng mà phía trước hắn Cái bốn người lại lớn lên Sáu bộ phân thân trắng ở phía trước Cút ngay Hạ Tu Vân Điều khiển liêm đao rơm rạ của pháp tướng Quét về phía sáu bộ phân thân Sáu cổ phân thân thi triển pháp tướng thần thông gắt gao ngăn cản Hạ Tu Vân. Ánh sáng kịch liệt tiêu tán, hiển lộ ra tình huống bên trong. Cương lớn màu trắng kia của trình hành rõ ràng đã bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hạng băng pháp tướng cũng bị nắm tay của viên minh sám trắng xuyên thủng, hóa thành mảng lớn hạn khí phiêu tán. Pháp tướng sám trắng của viên minh cũng bị đóng băng một nửa thân thể, bất quá cái nắm đấm triệt để hóa thành băng tinh cũng là đem một cổ thân thể huyết nhục mơ hồ nện vào trong tầng băng trên mặt hồ. Cái người này chính là truyền hành Nếu không có một kiện linh bảo hộ thể Thì đã hoàn toàn diệt sạch sẽ Dù vậy Hắn chỉ còn lại có một tia khí thức Lông ngâm mộc tiểu cầm ở trên người Với một quyền này của Pháp tướng Viên Minh Đã hóa thành mảnh nhỏ Ta Ta công phủ Kinh hành trong lòng không cam lòng Nếu như không phải hắn vừa mới Vì đối phó với phân thân Viên Minh Tiêu hao rất là nhiều pháp lực Hắn sẽ không bại nhanh như thế vì mình không biết là trình hành đang nghĩ gì mà giơ tay điểm chỗ mi tâm thần thông mộng ma tái khởi mà lúc này đây trình hành trên người không còn bạch quan hiện ra nữa cũng không có cái tiếng đạn đem hắn từ trong ảo cảnh đánh thức chỉ có thể trầm lưng trong mộng cảnh quá trình trình hành bị đánh bại rất là ngắn lúc này hà tu vân còn chưa có giải quyết được mấy bộ phân thân trước người nhìn thấy tất cả nhất thời trợn mắt há hốc mồm. hắn biết rõ quy luật pháp tướng hạng băng của trình hành không ngờ hai ba chiêu đã bị đánh bại. Vi Minh xây người nhìn Hạ Tu Vân, pháp tướng bạo sám trắng cũng theo đó mà động lên. Hạ Tu Vân sắc mặt đại biến, lúc này mới xây người, cũng không quay đầu lại nữa mà chạy về phía xa xa. Ngay lúc này, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, mất đi tất cả cảm giác. Càng có một cổ nguyện số lực, giáng lâm, quấy rối pháp lực cùng với khí quyết của hắn vận hành. Bất quá lông ngâm mọc tiểu cầm ở trên người Hạ tu Vân cũng đã phát ra tiếng đạn, tránh đi hiệu quả của phù văn diệt thích. Nhưng mà viên minh đã không chế được pháp tướng chạy tới, băng tinh bao trùm cả pháp tướng đã bị hóa giải, hướng về phía sau hắn đánh ra một quyền. Hạ tu Vân cắn sang một cái, điều kiện thu đợn, trồng lúa mì, dơ hai tay lên, chính diện nghe đón một quyền này của viên minh. Phân lên một tiếng, một cổ cự lực hủy thiên diệt địa lại truyền đến, mạch nông pháp tướng hơi tay dưới một quyền này trong những mắt đã đầy vết thương sau đó là chia năm sẽ bảy bà hô liệt ra hạ thu vân cũng kêu thảm một tiếng thân hình giống như là bao tải bay ngược ra khí tức vui oải bất quả, hạ thu vân lại thu pháp tướng lại mượn cái thế bay ngược nhảy thân hình hướng xa xa và tông thoát đi vì minh cũng không có đuổi theo mà giơ tay lên một chiêu đem về khổng kiếm gọi tới nhắm ngay cái bụng của mình, mãnh liệt đâm xuống, thần thông cộng mệnh. Đan điện của Hạ Tu Vân đột nhiên cảm thấy đau đớn, đống quang vừa tan, liền giữa không trung ngã xuống. Vì mình rút giờ cùng kiếm ra, dựa vào sinh mạng lực của bất Thủy Thủ để khôi phục lại thương thế, hành động căn bản không bị ảnh hưởng, thân hình chạy như bay tới, đuổi kịp Hạ Tu Vân trước khi rơi xuống hồ lửa, bắt hắn trở về. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Tà... Ta là đám đại chân nhân Hạ Tu Vân cố gắng chống đỡ hết Tinh thần và nàng nói Phi Minh cũng lười cùng hắn nói nhảm Đưa tay rúng ra lông ngâm mọc Tiểu cầm ở trên người hắn Bóp nát Sau đó là một cái mộng ma Làm cho Hạ Tu Vân cũng rơi vào trong ảo cảnh Huyên Minh cũng thu Hạ Tu Vân lại Nhìn về phía Hắc ma tóc đỏ và nam thượng phong Hắc ma tóc đỏ đang chiến đấu với Âu Lỗ Sau lưng hắn lại có thêm Một vết thương lớn mơ hồ thấy được xương bên cạnh vết thương chính là một mảnh tím đen hiển nhiên đã bị vũ khí ẩn chứa kịch độc làm cho bị thương không cần suy nghĩ đó chính là thủ đoạn của u lỗ gây nên dựa vào độn thiên thạch vô ẩn thân mà đánh lén hắc mà tóc đỏ giữa phút này cũng không biết thi triển cái bí pháp gì mà cả người đi biến thành màu đỏ thẫm thân hình thậm chí là mơ hồ có xu thế trong suốt giống như là lập tức sẽ hoàn toàn hóa thành liệt diễm hắn đang dựa vào liệt diễm hóa để đem thân thể của mình chống đỡ vết thương kịch độc ăn mòn. Mà chân chính cùng với ô lỗ giao thủ, trên thực tế là cái đám hỏa sư đang bị hắn điều khiển kia. Nam Thượng Phong cũng đã thu hồi không phủ điện không gian linh bảo, ở bên cạnh phối hợp tác chiến với ô lỗ, cùng nhau ứng phó với cái đám hỏa sư kia. Viên Minh thấy rõ tình hình chiến đấu lập tức chạy tới. Hát mà tóc đỏ cũng thấy được Hạ Thu Vân cùng với quá trình trình hành bại trận. Thần sắc đại biến Công chút do dự lấy ra lông ngâm mọc tiểu cầm để pháp lực toàn thân rớt vào trong đó trong nháy mắt trên tiểu cầm lông ngâm mọc có một đạo cột sáng màu trắng khổng lồ lập tức phun ra dưới cột sáng bao bọc có một hư ảnh khổng lồ bộ dáng không khác gì tương mãi truyền cầm trong nháy mắt hiện thân ở trên đỉnh đầu mọi người nhìn cái bộ dáng là giống như là một bộ pháp tướng chân chính tạo mát xa khí tức khiến cho người ta sợ hãi nam thượng phong cùng với ô Lộ nhất thời bị cái khí tức áp bách chỉ cảm thấy cả người phản phất bị chôn vào trong lòng đất rốt cuộc không thể động đậy mà những hỏa thú bị điều khiển kia tất cả đều nằm rạp xuống ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút vì mình đôi mắt hơi hiếp lại một chút hiện lên một tia cảm thấy hứng thú nếu như hà tu văn cùng với trịnh hành đều ở đây thì vì mình có lẽ còn có thể lo lắng nhưng mà hiện giờ hai người dĩ nhiên đã bị trấn áp chỉ còn lại có mỗi một mình hồng phát hắc ma hắn ngược lại muốn nhìn xem tiêu mã truyền cầm dựa vào long ngâm mọc tiểu cầm này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực hắn bay về phía hắc ma tóc đỏ trong nhà mắt để đến trước người hắn vẫn chưa có ra tay trước hắc ma tóc đỏ thấy viên minh như thế trong lòng mừng rỡ đưa long ngập mọc tiểu cầm ra bên ngoài xây xây giữa không trung rơi xuống trước cái hư ảnh của tiêu mã truyền cầm một cầm nho nhỏ hơn, nhanh chóng lớn lên trong khoảnh khắc đã hóa thành hư ảnh tiên xíu với tương mã truyền cầm hư ảnh tương mã truyền cầm giơ tay lên cái đầu ngón tay khẽ chạm vào trong dây đạn trong phút chống một cái tiếng đạn len hữu lực văng vọng thiên địa khiến cho thân thể của mọi người đều cứng đờ mà ngay sau đó trên bầu trời của hồ lửa chợt hiện ra một cái cổ âm ba khí nhận vô hình lấy hư ảnh của tư mã truyền cầm làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài hồ nước đỏ rực dưới chân bị sóng âm bài ra cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời lao nhanh về phía xa xa lòng sông thậm chí bởi vì vậy mà lộ ra bên ngoài đây một cái mảnh bụng dưới đáy sông đỏ thẳm hiện ra trước mắt của mọi người nam thượng phong cùng với âu lỗ lại không có hết tinh lực để chú ý đến biến hóa của hồ lửa theo sóng âm đảo qua nam thượng phong cùng với âu lỗ kêu thảm lên một tiếng chỉ cảm thấy mình phản phất như là bị chém thành một đau Hai người từ Nguyên Anh cho đến Thần hộ Đều bị người ta xé rách ra Pháp lực trong cơ thể càng là bởi vì vậy mà hỗn loạn Khiến cho bọn họ hoàn toàn không có lực phản kháng Bị hát bay ra bên ngoài vì mình cách hơi xa Khi mà sóng âm đột kích Kịp thời điều kiện pháp tướng ngăn cản ở phía trước Dù vậy hắn vẫn là rên rỉ một tiếng Chỉ cảm thấy trong thức hải Phiên gian đảo hải Pháp lực cùng với hồn lực trong thân thể Đồng loạt bị người ta quấy rối Vòng xoáy pháp lực vững vàng Thì lại vận chuyển lắc lư pháp tướng xám trắng của hắn cũng lắc lư dưới sự trùng kích của sóng âm liên tục lui về phía sau thậm chí lại trở nên rời rạc hơn rất nhiều không còn ngưng thực như là trước nữa <laughs> quả thật lợi hại ha viên minh âm thầm gật đầu vận chuyển hỗn nguyên chân công rất nhanh đã chấn áp hỗn loạn trong hạ thể pháp tướng sáp trắng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu tung người nhảy vọt xa, đánh về phía hắc ma tóc đỏ Hư ảnh tư mã trường cầm lại một lần nữa dơ tay lên, lại là thúc giục tiếng đàn. Rồi lại là một cổ âm ba chi nhận vô hình bắn ra, bổ về phía pháp tướng xám trắng. Huy Minh vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, kim quang trong mắt hiện lên một quyền đánh ra. Pháp tướng xám trắng động dạng là một quyền đánh tới, đánh vào trong hư không một nơi nào đó, vừa vẫn lại cùng với âm ba chi nhận va chạm với nhau. Tiếng nổ hương vang lên, hư không ông ông rung rẩy. Đạo âm ba chi nhận bị một kính vỡ nát. Hư ảnh của tiêu mã truyền cầm từ hồ cũng có một chút kinh ngạc. Lần thứ hai đánh đàn lông ngâm mọc cầm. Tiền đạo âm ba chi nhận bắn ra, chém về phía viên minh cùng với pháp tướng sám trắng. Viên minh không dám khinh thường, điều kiện pháp tướng sám trắng vung quyền nghênh chiến. Chỉ nghe âm thanh bang bang bang, không đứng ở bên tay. Hai đạo thân ảnh to lớn trước đó không ngừng nổ vang. Phía dưới hộ lửa nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong khoảng thời gian ngắn lại là bắt phân thắng bại. Viên Minh hơi khẽ hết nhíu mày. Hắn điều kiện pháp tướng tác chiến đã có một hồi, pháp lực tiêu hao cũng rất là lớn. Tiếp tục như vậy có thể là không ổn, phải tìm biện pháp mau chóng kết thúc chiến đấu mà thôi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Long Ngâm mọc Cầm kia, trong mắt tinh quang chợt lóe. Lúc này giơ tay gọi ra rễ của bác tư thủ, thi triển ra phá không lực. Hư ảnh của tiêu mã truyền cầm lại một lần nữa động chỉ đánh đàn. Vừa định thi chuyển ra thần thông cầm âm. Nhưng mà sau một khắc lại đột nhiên sửng sốt, cứ đầu nhìn về phía tiểu cầm trước mắt. Chỉ thấy phía dưới lông ngâm mọc tiểu cầm, có một gốc rễ màu xanh xám từ trong hư không chui ra, hung hăng đâm vào trong mọc cầm. Đang từng ngụm từng ngụm hút đi linh tính của mọc cầm. Tiểu cầm chính là dùng lông ngâm mọc để chế tạo mà cái mộc này cũng thuộc linh mộc cao giai đang ở trong cái danh sách món ngon của thế giới chi thụ hư ảnh của tư mã truyền cầm tự hồ cũng là lần đầu tiên gặp phải cái loại tình huống này lại hơi hơi mở miệng lộ ra một tia kinh ngạc nhưng mà rất nhanh liền có phục lại tinh thần lúc này mãnh liệt ấn cái mộc cầm một đạo bạch quang rời tay đi ra theo mộc cầm nhanh chóng chui vào trong rễ cây màu xanh xám cái rễ cây màu xanh xám khẽ rung lên trên da xanh của nó nhanh chóng nước ra rất là nhiều khe hở, dài cỡ một ngón út, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Tư mã trường cầm lại một lần nữa đọt lại quyền khống chế, lông ngâm mọc tiểu cầm. Nhưng mà linh lực ẩn chứa ở trong đàn cũng đã là 10 không còn một Hư ảnh tư mã truyền cầm cũng bởi vì vậy mà ấm đạm hơn rất nhiều. Uy ám tạng mát xa cũng theo đó giảm mạnh. vi Minh mỉm cười, nhưng cái cơ hội này điều khiển thủ đoạn tới gần trong nhảy mắt liên đến gần cũng không nhiều lời nữa mà giơ tay lên chính là một quyền hư ảnh của tư mã trường cầm là lần thứ hai vỗ về cái dây đàn đang muốn ngăn cản nhưng mà lúc này uy lực đánh ra cái tiếng đàn cũng yếu ớt chỉ lạ như gió sương lướt qua pháp tướng sám trắng không thể phát huy được nửa điểm hiệu quả pháp tướng quyền của viên minh đánh vào hư không dễ dàng xuyên thủng Tiếng mở trường cầm nhìn viên minh thật sâu Hóa thành một mảng lớn tinh quang phiêu tán Lông ngâm mọc tiểu cầm Cũng theo đó rơi xuống Đã bị viên minh vớt trong tay Quay đầu ném cho rễ bất tiêu thụ hấp thu Hắn trực tiếp thi chuyển mộng ma thần thông Đem hắc ma tóc đỏ chưa kịp thoát đi Kéo vào trong ảo cảnh Sau đó liền đem hắn tính cả hai người hạ tu vân bắt được Chấn áp vào trong thâu thiên đỉnh Hắc ma tóc đỏ và trịnh hành Đều là hắc ma Ai biết được tiêu mã truyền cầm có lưu lại thủ đoạn dò xét cách không ở trên người hai người này hay là không? Chỉ có không gian theo tiên đỉnh mới có thể hoàn toàn ngăn cánh dò xét. Hát mã tóc đỏ bị trấn áp, mấy con hỏa sư kia cũng không có trói bột nữa, lập tức rời khỏi. Nam Tượng Phong cùng với Âu Lỗ không đi tới bị đến bên cạnh của viên minh. Dạng Quynh, lần này là nhận của ngươi rồi. Nam Tượng Phong cảm kích nói ngươi không phải là cùng đạm đài chân nhân hành động sao? sao lại đi một mình? viên mình hỏi. với sự tồn, phải mấy người chúng ta đi ra bên ngoài tìm kiếm tung tích của thiền quả. không ngờ gặp phải ám sát. xem ra vận kiếp của ta thật là không xong rồi. xem biết vậy đã không đến tham gia náo nhiệt rồi. nam tượng phong cười khổ nói. cái việc này là tu dân gây nên. hắn cấu kết với hai cái hát ma này muốn diệt trường ngươi dự trường một cái chướng ngại lớn để tranh đoạt địa vị của trưởng môn. Viên Minh đơn giản đem chân tướng sự tình nói một lần. Nam Thượng Phong vừa mới nhìn thấy được Hà Tu Vân, đã đón được đại khái, nhưng mà nghe nói cái vẻ mặt cũng vẫn là ảm đạm. Tại đại sớm nói với hắn là không có ý định tranh giành vị trí tông chủ Đại La Phái rồi. Dù lượng lại người giải thích thế nào, chỉ cần ở trong Đại La Phái, thì mấy xung quanh đệ của ngươi cũng sẽ không tin đâu. Vì mình tùy ý nói. Nam Thượng Phong sững sờ, sau đó thì lộ ra cái biểu tình bừng bừng đại ngộ. <laughs> Quynh, nói cố rất là đạo lý, ta hiểu nên làm thế nào rồi? Lúc này đến phiên viên minh ngay người, hắn chỉ là thuận miệng nói. Nhưng mà nhìn phản ứng của Nam Thượng Phong dường như là đã đưa ra một cái quyết định trọng đại nào đó. Bất quá, những cái chuyện này không có liên quan đến hắn. Viên Minh lại cùng với Nam Thượng Phong đơn giản trao đổi tình huống một chút, rồi để cho Nam Thượng Phong cùng với Âu Lỗ ở lại phụ cận nghỉ ngơi, còn chính mình thì tiến vào trong tu la cung trước sau đó là ở trong tu la cung tiến vào trong thâu thiên đỉnh đi đến bên cạnh ba người hạ tu vân trong không gian linh bảo trên sa mạc ngàn dặm xích địa có một khe núi chìm sâu trong đại địa như là một vết sẹo khó có phủ phục trên mặt đất trên một cái bệ đá bằng phẳng dưới đáy hẻm núi tiếng mở trường cầm đang khoanh chân ngồi ở trong tay cầm một viên châu toàn thân u ám chỉ thấy hai mắt của hắn khẽ nhắm lại trong miệng thì lẩm bẩm thấp giọng ngâm tụng viên châu màu đen liền ở trong tiếng ngâm tụng của hắn bắt đầu run rẩy rất nhỏ từng vòng gợn sóng nhộn nhào ra, hướng bốn phương tam hướng khuất tán ra một lát sau trong gợn sóng màu đen không ngừng hiện ra hình ảnh sơn xuyên xuyên hợp cốc. cái bình nguyên sa mạc trong đó còn có rất là nhiều thân ảnh của tu sĩ Tiếng mã truyền cầm kiểm tra từng cái một Tiêu hồ là đang tìm kiếm cái gì Đáng tiếng thị chung không có thu hoạch <laughs> Sao không thể trai được tình huống của Trinh Hành Cùng với Diêm Tuyệt chứ Hai cái người này đã chết hay là đã bị người ta phong ấn rồi Hồi lâu sau Tiếng máy truyền cầm chậm rãi mở mắt Cho mắt hiện lên có vẻ sầu lo Và nghi hoặc hiếm thấy Cầm mọi đại nhân Cứ muốn thuộc hạ xuống xem một chút không hả một thân ảnh cao lớn toàn thân bọc hát bào xuất hiện phía sau của tiên mã truyền cầm lớn tiếng nói không cần ngươi cứ làm theo kế hoạch đi tiên mã truyền cầm thu hồi cái viên châu màu đen lại lấy ra hai viên ngọc phù màu trắng trên hai tấm ngọc phù hiện ra một đạo hư ảnh rõ ràng lại là trên hành và hát ma tóc đỏ tiên mã truyền cầm dùng sức bóp nát hai cái viên ngọc phù ngọc phù hóa thành điểm điểm bạch quang rất nhanh đã tiêu tán Cầm mà đại nhân Kiện công dân liên báo này Quá nhiên chính là phi chư tam giới trong chuyện thuyết sống. Hất bào câu lớn lặng lặng nhìn hành động của tư mã truyền cầm Cho đến khi quan mang màu trắng tiêu tán mới hỏi <laughs> Mới đầu đây cũng không xác định Nhưng mà trải qua thời gian dò xét lâu như vậy Tám chín phần chính là đúng đó Tiêu mã truyền cầm lộ vẻ tươi cười Thưa cả hiểu rồi Hất bào câu lớn đáp ứng lại hóa thành một đạo bóng đen hướng xa xa mà đi. Tiêu mã truyền cầm cũng không ở lâu nữa mà hóa thành một đạo thanh quang phi động mà đi. Rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời xa xa. Một lát sau, một chỗ hư không gần đó nứt ra, một đạo nhân ảnh đi ra, rõ ràng là chính là tịch ảnh. <laughs> Quả nhiên, nơi này chính là tam giới phi chu của tam giới giáo. Nàng nhìn về phía tiêu mã truyền cầm đã đi xa, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười chủ nhân tên mã trường cầm này tu di quá là mạnh lần sau có thể đừng để cho ta làm mấy cái chuyện nguy hiểm như vậy nữa được không khi nứt không gian hóa thành một cái miệng khổng lồ sau đó là một đạo bóng cây màu bạc từ trong hư không tốt ra đó chính là ngân không thủ yêu thật nhìn là một bộ dáng cực kỳ mệt mỏi <laughs> yên tâm đi ta đã nắm giữ được bí mật của hắn rồi từ mã trường cầm này không phát hiện được ngươi đâu tịch ảnh thở nhiên nói chủ nhân ở một mình ngươi đối phó với tư mã trường cầm cùng với giận yêu quốc thật sự là quá khó khăn vẫn là nên để riêng minh tới giúp người một tay đi lấy thực lực của hắn ít nhất có thể giúp người ngăn trở áp lực một phương mà ngân không thụ yêu nhìn tịch ảnh nhìn không được mà nói bây giờ còn chưa có phải lúc tịch ảnh lắc đầu bên kia trong không gian thu thiên đỉnh Viên Minh nhìn Trịnh Hành cùng với hắc ma tóc đỏ, lỗ sẽ nụ cười hưng phấn. Cuối cùng lại trấn áp được hai hắc ma. Hai cái người này chính là hộ vệ bên người của Tư Mã Truyền Cầm. Đối với chuyện của Tư Mã Truyền Cầm, khẳng định là biết rất nhiều. Chuyện này lúc này đã bị thương rất là nặng, chỉ còn có khí tức cuối cùng. Vì mình đánh ra một cổ yêu lực bất tư thụ, dung nhập vào trong cơ thể. Thân thể bị tàn phá của trình hành đã nhanh chóng khôi phục. Vì mình không có để đến hắn nữa, mà một tay đặt lên trán của hắc ma tóc đỏ bắt đầu mạnh mẽ siêu hồn một lát sau hắn chậm rãi mở hai mắt ra khẽ nhíu mày đã kết thúc tập 302 của bộ truyện cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha hẹn gặp lại các bạn ở tập 303 của bộ truyện tiên giả của tác giả vong ngữ nhé